mùa Tết, em thấy đại ca phát tướng quá rồi nha. Tết mà, dưỡng tược đâu ai chăm. Ta ngủ ngoài đá luôn cũng đâu có sợ, đâu có bị ruột chạy đâu, nên tăng cân. Kiểu này không được rồi, mập dày, lỡ bị mấy đứa nhỏ nhà đốc tôi khỏe đánh thì sao? Đại ca, nhảy qua đây đi. Game over. Chú ra mình chạy, né phải. Chú chém chân, nhảy lên đi, nhảy lên đi. Game over. Ôi, chỗ này nguy hiểm quá, làm sao bây giờ? Em có cách rồi. Chào chị Ốc, chị sang nhà đất tôi khỏe hả? Chà, ăn Tết xong, coi bộ phát tướng rồi đó nha. Gì, gì, em mới nói gì? Chị phát tướng hả? Đúng rồi, mà tao cân trong chị không xinh như lúc trước đâu đó. Mau nhờ đất tôi khỏe chị cách giảm cân đi. Ốc Thanh Vân không thích điều này. Chị không chịu được cái chuyện tăng cân đâu. Chị sẽ đi nhờ đất tôi khỏe giúp chị chuyện này liền. Cảm ơn em nha. Đất tôi khỏe, đất tôi khỏe mau cứu Ốc đi. Trời ơi, ăn Tết xong á, ra đường ai cũng quở. Ốc tăng cân rồi nè, không có tự tin gì hết trơn á. Ốc không chịu đâu, bây giờ Ốc chỉ muốn tăng nạc giảm mỡ thôi. Hả? Người ta là tăng cơ, giảm mỡ. Dùng cái từ nạc sao nghe nó trừ bắt giới quá đi à. Ủa vậy hả? Mà sao cũng được hết á. Miễn sao đất tôi khỏe giúp Ốc giảm cân là được rồi. Có em đây, em sẽ giúp chị được thôi. Khoai lang hả? Ổn không em? Ổn không đất tôi khỏe? Ổn chứ. Ngoài tập thể dục thì việc chọn lựa những thực phẩm giúp tăng cơ, giảm mỡ là cách để có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh đó Thanh Vân. Đúng rồi đó. Ốc để ý thấy mấy người mà đi tập gym á, thì cái chế độ ăn cũng khác người bình thường nữa. Hình như là họ ăn theo cái chế độ gì gì đó để mà tăng nạc, ý không phải tăng cơ á, giảm mỡ, đúng không đốc tôi khỏe? Dạ đúng đó. Thông thường để tăng cơ, giảm mỡ, người tập gym thường ăn những thực phẩm như ức gà nè, trứng, sữa và một số quả hạt như là hạnh nhân, cà chua, bơ và đặc biệt là không thể thiếu mấy củ khoai lang của em quản lý. Đúng rồi đó, khoai lang nhắc là chị nhớ nè. Đúng là những người mà muốn có hình thể đẹp là thường hay ăn những cái thực phẩm mà em vừa mới nói đó. Nhưng mà nó nghe nè, chị lo quá, chị sợ khoai lang ăn nhiều không có được á, tại nó chứa nhiều tinh bột á. Đừng hiểu như vậy Ốc Thanh Vân, khoai lang chứa rất ít calo. Ăn mà hết một ký khoai thì chỉ có được 80 gram calo mà lại giúp no dai nữa. Chưa kể là em giàu giúp chống ung thư, lại còn giúp nhuận tràng, lợi rồi còn gì nữa. Nghe em với Dr. Khỏe nói vậy là chị Ốc hiểu rồi. Nhưng mà tóm lại là chị Ốc phải áp dụng cái chế độ tập luyện với ăn uống như thế nào để giảm cân và lấy lại vóc dáng đẹp như xưa nè. Đại ca ơi, vậy mình đi đào khoai thôi. Khoai lang hả cưng? Mùa xuân sang tới anh đi đào, xuân sang tới tôi đi đào, xuân sang tới tôi đào khoai. Cái gì vậy? Ai mà cái giọng lồng lộng hát bài hát? Ủa, đào khoai. Ê, khoai lang ơi, nguy hiểm quá khoai lang ơi, coi chừng có người kiếm em đó. Cứu con!